Ok. Rồi cảm ơn nhiều rồi. Dạ em mời thôi anh em. Dạ. Cái bàn ngồi ngồi. Anh nói nè. Giờ đó sao? Đó là chuyện gì đó là cái đó. Rồi, mình nghe. Ok, mọi người. Vẫn đang quay, vẫn đang chụp. Chụp ba người. Dễ lắm. Ok, bấm vào ok. Chụp lại cho cái uống. Ok, mình máy nào. Ok, sửa người luôn nào. Sửa người nào. Chứ này xíu nè, chứ này bài hát đấy là có tất cả những gì cần rồi nhé. Chân đắt ở đây ai có nhu cầu được tặng gì bao lì xì thì hay cái gì cứ tặng. Trong bài đó là có rõ một câu thích bao lì xì đó. Cái bài này rất là thú vị, là bài rất là hay mà rất là dễ thương nhưng mà rất ít người hát. Mọi người thì lên mạng mà sập mà cái ước nguyện mùa xuân mà xem rất là ít người hát bài này. Thành ra là khi mà thấy thu cho cái bài này vào trong album thì mình nghĩ là chắc là bài này đi diễn Tết sẽ rất là hợp. Ít người hát bài này lắm. Nhưng mà còn trong album thì những bài còn lại thì đều là những bài rất là nổi tiếng. Tí nữa đây mọi người sẽ nghe Thu hát. Và hôm nay thì có mặt ở đây thì có thấy có những người bạn, những người anh chị đồng nghiệp của Thu, như là chị Đông Đào này, huấn luyện viên của Thu ở cuộc thi tình Bolero, mà Thu là quán quân này. Rồi có những bạn có Thanh Thức này, là hoa hậu Yến Nhi, diễn viên Yến Nhi, hoa hậu Diệu Linh, thầy của thầy thanh nhạc của Thu này. Đấy những người tôi biết rồi nhá, Thái Duy Đỉnh này. Còn một số bạn khác tôi cũng... Nhạc sĩ là... Tuấn Mario, nhà sản xuất Lê Mario Nguyễn. Này. Dạ, cảm ơn mọi người đã đến với em. Đó, thì nhìn lát ở đây có thể mọi người sẽ cùng chia sẻ thêm về cô gái này. Từ lúc cô ấy là một cô hoa hậu cho đến khi cô trở thành một cô ca sĩ như ngày hôm nay chúng ta thấy. Thực sự thì mấy năm trước chắc mọi người thấy Thu đi hát thì cũng nghĩ là chắc là lại thêm một cô người đẹp đi hát. Và bây giờ thì người đẹp, diễn viên Á hậu, hoa hậu đi hát thì rất là nhiều. Nhưng mà tôi cũng chưa biết được thực sự là Thu đã xác định con đường trở thành ca sĩ của mình như thế nào. Thì lát ở đây Thu sẽ chia sẻ thêm. Nhưng mà tôi thấy ấn tượng nhất ấy, và tôi nghĩ rằng cô này, cô ấy đủ điên để làm ca sĩ là khi xem cô ở những chỉnh gương mặt thân quen. Có cái tập mà Taylor Swift ấy, đấy tôi nghĩ đấy, tức là muốn làm ca sĩ là phải điên điên như thế, là phải có cái độ khùng điên cỡ như vậy. Đó, thì cô ấy đã dám làm cái điều đó, dám làm cái điều mà không phải ai cũng dám làm. Ăn áp ghê mà. Không, em nghĩ là đâu có phải ai dám làm một cái màn ấn tượng như thế đâu em. Đấy, để nói rằng là đấy, dám làm như thế trước hàng triệu người thì mới đủ yên tâm để đi làm ca sĩ.
thì đến hôm nay Thu giới thiệu đến mọi người một sản phẩm thực sự của một ca sĩ. Đến chính là hôm em diễn không có 1 triệu người, không có ai hết cho em mới dám làm điên vậy. Không biết không ngờ sau này phát ra. Đúng không? Thấy chưa? Không ngờ đoạn sau phát lên thì mọi người coi nhiều quá. Đã diễn cho truyền hình là biết chắc là có 1 triệu người xem rồi, đúng không? Mà em dám làm cái điều đó, thấy không? Một cái điều mà không phải ai cũng dám làm. Đó thì đủ thấy là thứ nhất là em yêu nghề, say nghề như thế nào. Còn chuyện điên điên là nói cho vui thôi. Nhưng mà hôm nay ấy, thì với cái sản phẩm Nàng Xuân, tức là một cái album trọn vẹn, thì Thu thực sự giới thiệu với ngành mình của một ca sĩ. Vì chúng ta cũng để ý là có nhiều bạn, người đẹp các bạn cũng đi hát và cũng hát rất hay. Nhưng đa số các bạn ấy sẽ dừng lại ở những cái sản phẩm, những cái single hay những cái MV để cho mọi người thấy cái hình ảnh của mình và cũng như là một cái bước lấn sân của mình. Nhưng với việc ra mắt một album như thế này thì chúng ta hãy cùng nghe Thu sẽ chia sẻ vài điều. Từ đâu em quyết định làm cái album này, cũng như tại sao lại là chủ đề về mùa xuân mà không phải là những chủ đề khác, vốn có thể nó sẽ hấp dẫn hơn hoặc nó có thể có nhiều cái để nói hơn. Dạ. Trước tiên thì lý do mà em làm một album là tại vì thực sự là em lâu quá, em sợ mọi người quên em. Cho nên là mọi người thường hay hỏi là ủa sau cái game show gương mặt thân quen thì đi đâu mất tiêu, hay là sắp cái chồng hay gì mà im ắng quá vậy. Nhưng mà thật lòng mà chia sẻ với mọi người thì sau cái game đó em hơi như thế là ta rụt rè một chút. Tại vì thực ra anh nói là em bạo vậy, anh nói là em sao ta gan, nhưng mà em không gan đến mức đó đâu. Khi mình làm thì mình chưa nghĩ là nó sẽ như thế nào như thế nào. Sau đó thì có rụt rè một thời gian, thì sau đó em nghĩ là thôi dù cái gì thì nó cũng như vậy rồi, bây giờ mình cứ cố gắng hết sức có thể thôi. Cho nên là đây là một cái album, nhưng mà nó có ý nghĩa rất lớn đối với em là bởi vì nó đánh dấu một cái sự mạnh mẽ hơn của em trong cái việc là quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn cho cái khoảng thời gian sắp tới. Vì em tự nhận thấy bản thân mình hơi yếu đuối và rụt rè trong thời gian vừa rồi. Cái thứ hai là chủ đề về xuân là đơn giản là đối với Hà Thu thì cái Tết có ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì là em là một cô bé mà đi học xa nhà từ nhỏ, thì cái Tết là cái thời gian mà em trở về với ba mẹ, gia đình em út. Rồi cái mà em nhớ rất là sâu đậm là những cái bài nhạc xuân, nhạc Tết mà ba mẹ hay mở trong khoảng thời gian mình đi về thăm ba mẹ. Thì đó là cũng là một trong lý do em muốn Tết năm nay ba mẹ, người thân, bạn bè, fans không có nghe những cái bài hát mà những ca sĩ khác hát mà thay vào đó là em hát. Dẫu sao thì tôi nghĩ rằng không phải ai cũng làm được như Hà Thu, từ một người đẹp thi hát mà trở thành quán quân trong một cuộc thi, mà cuộc thi về bolero nữa. Thì bây giờ thôi để cho mọi người cùng nghe xem là quán quân từ ngày đấy đến giờ